Chào mừng các bạn trở lại với chuỗi video luyện nghe tô ích và học từ tiếng Anh. Đây là video ôn 3 bài, khoảng 60 từ và cụm từ. Video gồm 3 phần, danh sách từ, ôn từ và kiểm tra từ. Mình thiết kế theo cách để các bạn có thể ôn luyện bất cứ lúc nào và không nhất thiết phải nhìn vào video. Nó sẽ giúp các bạn dễ dàng học tập hơn, đơn giản là chỉ cần nghe nhiều hơn mà thôi. Ôn bài 44142 Phần 1, danh sách từ News, news Tin tức Design, design thiết kế famous famous nổi tiếng dramatic dramatic ấn tượng column column cột arch arch mái vòm incorporate incorporate kết hợp hợp nhất official official quan reopen reopen mở lại once once một khi. resident resident cư dân mainly mainly chủ yếu parade parade diễu hành competition competition cuộc thi đấu cạnh tranh architect architect kiến trúc sư athlete athlete vận động viên điền kinh souvenir souvenir đồ lưu niệm production production sự sản xuất steadily steadily đều đặn over over trên qua khắp quality quality chất lượng recycle recycle tái chế complaint complaint khiếu nại phàn nàn definitely definitely dứt khoát là resolve resolve giải quyết international international quốc tế interior interior nội thất distribution distribution sự phân phối manufacture manufacture sản xuất chế tạo dedication dedication sự cống hiến satisfaction satisfaction sự thỏa mãn innovative innovative sáng tạo đổi mới provider provider nhà cung cấp tutorial tutorial bản hướng dẫn electronic electronic điện tử discard discard loại bỏ drive drive ổ đĩa step step bước bập remove remove dọn đi rời đi print print in bản in shipping shipping vận chuyển label label nhãn mát affix affix gắn vào dán vào padded padded có đệm lót finally finally cuối cùng package package đóng gói gói hàng purchase purchase mua sắm college college trường cao đẳng goods goods hàng hóa invoice invoice hóa đơn accessory accessory phụ kiện phụ tùng town hall town hall và thị chính town residents town residents cư dân thị trấn sports competition sports competition cuộc thi đấu thể thao weekend tour weekend tour chuyến du lịch cuối tuần job opportunities job opportunities cơ hội việc làm hard drive Hard drive. Ổ đĩa cứng. Local post office. Local post office. Địa địa phương. The first step is. The first step is. Bước đầu tiên là. On time. On time. Đúng giờ, đúng hạn. I'm calling about. I'm calling about. Tôi gọi điện về việc. Over the past year. Over the past year. Trong năm vừa qua. It may cost us more. It may cost us more. Nó có thể làm chúng ta tốn nhiều hơn. I've heard good things about them. I've heard good things about them. Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về họ. Phần 2. Ôn từ một. Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. News. Tin tức. Design. Thiết kế. Famous. Nổi tiếng. Dramatic. Ấn tượng. Column. Cột. Arch. Mái phòng. Incorporate. Kết hợp. Hợp nhất. Official. quan chức reopen mở lại once một khi resident cư dân mainly chủ yếu parade diễu hành competition cuộc thi đấu cạnh tranh architect kiến trúc sư athlete vận động viên điền kinh souvenir đồ lưu niệm production sự sản xuất steadily đều đặn over trên qua khắp quality chất lượng recycle tái chế complaint khiếu nại phản nàn definitely dứt khoát là resolve giải quyết international quốc tế interior nội thất distribution sự phân phối manufacture sản xuất chế tạo Dedication. Sự cống hiến. Satisfaction. Sự thỏa mãn. Innovative. Sáng tạo, đổi mới. Provider. Nhà cung cấp. Tutorial. Bản hướng dẫn. Electronic. Điện tử. Discard. Loại bỏ. Drive. Ổ đĩa. Step. Bước bậc. Remove. Dọn đi, rời đi. Print in bản in shipping vận chuyển label nhãn mác affix gắn vào dán vào padded có đệm lót finally cuối cùng package đóng gói gói hàng purchase mua sắm college trường cao đẳng goods hàng hóa invoice hóa đơn accessory phụ kiên phụ tùng town hall tòa thị chính town residence cư dân thị trấn sports competition cuộc thi đấu thể thao weekend tour chuyến du lịch cuối tuần job opportunities cơ hội việc làm hard drive ổ đĩa cứng local post office bưu điện địa, địa phương the first step is bước đầu tiên là On time. Đúng giờ, đúng hạn I'm calling about. Tôi gọi điện về việc Over the past year. Trong năm vừa qua It may cost us more. Nó có thể làm chúng ta tốn nhiều hơn I've heard good things about them. Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về họ Ôn từ hai Nghe tiếng Việt, bật nhanh tiếng Anh Tin tức News. Thiết kế Design nổi tiếng. Famous, ấn tượng. Dramatic, cột. Column, mái vòm. Arch, kết hợp hợp nhất. Incorporate, quan chức. Official, mở lại. Reopen, một khi. Once, cư dân. Resident, chủ yếu. Mainly, diễu hành. Parade, cuộc thi đấu, cạnh tranh. Competition. Kiến trúc sư. Architect. Vận động viên điền kinh. Athlete. Đồ lưu niệm. Souvenir. Sự sản xuất. Production. Đều đặn. Steadily. Trên, qua, khắp. Over. Chất lượng. Quality. Tái chế. Recycle. Khiếu nại, phản nàn. Complaint. Dứt khoát là Definitely. Giải quyết. Resolve. Quốc tế. International. Nội thất. Interior. Sự phân phối. Distribution. Sản xuất, chế tạo. Manufacture. Sự cống hiến. Dedication. Sự thỏa mãn. Satisfaction. Sáng tạo, đổi mới. Innovative. Nhà cung cấp. Provider. Bản hướng dẫn. Tutorial. Điện tử. Electronic. Loại bỏ. Discard. Ổ đĩa. Drive. Bước bậc. Step. Dọn đi, rời đi. Remove. In, bản in. Print. Vận chuyển. Shipping. Nhãn mác. Label. Gắn vào, dán vào. Affix. Có đệm lót. Padded. Cuối cùng. Finally. Đóng gói, gói hàng. Package. Mua sắm. Purchase. Trường cao đẳng. College. Hàng hóa. Goods. Hóa đơn. Invoice. Phụ kiện, phụ tùng. Accessory. Tòa thị chính. Town hall. Cư dân thị trấn. Town residence. Cuộc thi đấu thể thao. Sports competition. Chuyến du lịch cuối tuần. Weekend tour cơ hội việc làm job opportunities ổ đĩa cứng hard drive bưu điện địa phương local post office bước đầu tiên là the first step is đúng giờ đúng hạn on time tôi gọi điện về việc i'm calling about trong năm vừa qua over the past year nó có thể làm chúng ta tốn nhiều hơn It may cost us more. Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về họ. I've heard good things about them. Phần 3, kiểm tra từ một. Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. News. Design. Famous. Dramatic. Column. Arch. Incorporate. Official Reopen Once Resident Mainly Parade Competition Architect Athlete Souvenir Production steadily over quality recycle complaint definitely resolve international interior distribution manufacture Dedication Satisfaction Innovative Provider Tutorial Electronic Discard Drive Step Remove Print Shipping label affix padded finally package purchase college goods invoice accessory town hall town residence Sports competition, weekend tour, job opportunities, hard drive, local post office. The first step is on time. I'm calling about over the past year. It may cost us more. I've heard good things about them. Kiểm tra từ hai. Nghe tiếng Việt, bật nhanh tiếng Anh. Tin tức. Thiết kế. Nổi tiếng. Ấn tượng. Cột. Mái phòng. Kết hợp hợp nhất quan chức. Mở lại. Một thi. Cư dân. Chủ yếu. Diễu hành. Cuộc thi đấu cạnh tranh. Kiến trúc sư. Vận động viên điền kinh. đầu lưu niệm. Sự sản xuất. Đều đạn trên qua khắp chất lượng tái chế khiếu nại phàn nàn dứt khoát là giải quyết quốc tế nội thất sự phân phối sản xuất chế tạo sự cống hiến sự thỏa mãn sáng tạo đổi mới nhà cung cấp bản hướng dẫn điện tử loại bỏ ổ đĩa bước bậc dọn đi rời đi in bản in vận chuyển nhãn mát gắn vào dán vào có đệm lót cuối cùng đóng gói gói hàng mua sắm trường cao đẳng hàng hóa hóa đơn phụ kiện phụ tùng và thị chính cư dân thị trấn cuộc thi đấu thể thao chuyến du lịch cuối tuần cơ hội việc làm. Ổ đĩa cứng. Bầu điện địa phương. Bước đầu tiên là. Đúng giờ, đúng hạn. Tôi gọi điện về việc. Trong năm vừa qua, nó có thể làm chúng ta tốn nhiều hơn. Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về họ. mình cũng đề nghị các bạn đọc các từ và câu thành tiếng như video để có thể phát âm chuẩn hơn tiếp theo là ôn từ và kiểm tra từ theo kịp với tốc độ của bài bạn có thể nghe lúc nấu nướng lúc ăn cơm lúc rửa chén lúc tập thể dục hay khi lên giường cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúc các bạn thành công See you soon.